Kính chào quý vị khán giả thân thiết của Hành Trình Tương Lai đang theo dõi bản tin tối thứ hai ngày 12 tháng 4. Quý vị khán giả yêu mến Hành Trình Tương Lai, hãy like và share cũng như bình luận góp ý mỗi video của chúng tôi để ban biên tập chúng tôi có thêm nhiều động lực hơn nữa mang đến những thông tin bổ ích cho quý vị, cũng như vượt qua được vòng kiểm duyệt khó khăn của YouTube. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây sẽ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Xôn xao video thần y chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi. Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập xuống đường ở thành phố Lào Cai. Nhân viên đa cấp bán bảo hiểm lao vào cơn sốt đất làm môi giới. Nguy cơ dịch viêm phổi Vũ Hán xâm nhập thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, cần cảnh giác tăng khả năng phòng thủ. Bố mở spa, xăm môi cho con gái 5 tuổi rồi tiện quảng cáo, lời giải thích càng khiến dân mạng bức xúc. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, một đoạn video ghi cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng phương pháp giống hệt ông Võ Hoàng Yên được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bất bình. Theo đoạn video đăng tải cho thấy, nam thanh niên liên tục ấn, vỗ mạnh vào tai của thiếu niên bị câm điếc. Rồi sau đó người này hét rất lớn vào tai thiếu niên câm điếc hỏi, có nghe tao không? Khi thấy người này gật đầu, thần y liền tuyên bố đã khỏi bệnh. Tiếp đó, một cô gái câm điếc cũng được nam thanh niên chữa trị bằng cách ấn vào tai, bấm dưới cổ và rút lưỡi. Khi bị rút lưỡi, cô gái tỏ vẻ đau đớn, gục đầu xuống. Thần y liền yêu cầu cô gái đếm số thứ tự. Khi nghe âm thanh ú ớ giống với tiếng đếm, liền khẳng định cô gái đã khỏi bệnh trong tiếng cảm ơn rối rít của người mẹ. Người đăng tải đoạn clip cho biết sự việc này diễn ra tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngữ điệu của những người trong clip cũng cho thấy đây là người Quảng Ngãi. Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra hồi 2 giờ sáng ngày hôm nay 12 tháng 4 tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ngôi nhà 2 tầng số 117 đường Quy Hóa bất ngờ đổ sập xuống đường. Vụ việc hy hữu xảy ra lúc 2 giờ đêm nhưng may mắn không có thương vong về người do một người đang nằm ngủ trong nhà kịp thời phát hiện tiếng động lạ, khẩn trương thoát thân ra ngoài trước khi cả ngôi nhà đổ ụp. Ngôi nhà đổ ra đường trong đêm khi không có người qua lại nên không ai bị thương vong. Một vài hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy cả ngôi nhà 2 tầng nghiêng đổ hẳn xuống đường nhưng cơ bản kết cấu bên ngoài vẫn vuông vắn nguyên vẹn. Nhiều người ví von trông như một khối xếp hình. Cơ quan chức năng thành phố Lào Cai đang làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sập nhà số 117 do có tác động của ngôi nhà 119 bên cạnh đang thi công phần móng nhà. Căn nhà này được cấp phép xây dựng 4 tầng và có tầng âm để xe. Chủ nhà 119 nhất trí bồi thường thiệt hại bằng cách xây dựng lại nhà mới hoặc là mua luôn đất cho liền thổ nếu như được chủ nhà 117 đồng ý. Chia sẻ tại tọa đàm giải mã cơn sốt đất do báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia giải mã nguyên nhân cơn sốt khắp nơi thời gian qua do nhiều yếu tố cộng hưởng như do thông tin quy hoạch, khung giá đất tại các địa phương điều chỉnh tăng. Hai yếu tố tài chính, khi lãi suất tiền gửi ngân hàng thời gian qua thấp, người dân thay vì gửi tiền tiết kiệm sẽ chuyển sang tìm kiếm các kênh đầu tư khác sinh lời hơn là bất động sản và chứng khoán. Ngoài ra còn có nguyên nhân mang tính tiêu cực, đó là yếu tố đầu cơ bất động sản. Xuất hiện nhóm nhà đầu tư, người môi giới bất động sản thiếu chuyên nghiệp tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông và các giao dịch bất động sản gây nhiễu loạn, thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao để lợi dụng trục lợi. Nhìn nhận về cơn sốt đất thời gian qua, dưới góc độ doanh nghiệp môi giới chuyên nghiệp, ông Nguyễn Chí Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đất Xanh Miền Bắc cho biết, cơn sốt đất có yếu tố đóng góp của một số nhà môi giới mới như những nhóm di chuyển từ việc kinh doanh đa cấp, ngân hàng hoặc bảo hiểm. Ông Nghĩa nói, những nhóm này thường có lượng nhân viên không nhiều, không đóng thuế, họ hoạt động không chính thức. Thế nhưng các bộ nhận dạng thương hiệu chiến lược truyền thông của họ rất tinh vi, khiến những nhà đầu tư chuyên nghiệp không thể thoát khỏi họ được. Bên cạnh đó xuất hiện nhóm môi giới đứng ở đầu ngõ, người bán nước xe ôm cũng có thể trở thành môi giới nhà đất. Sáng nay ngày 12 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán thành phố Hồ Chí Minh họp với các sở ngành địa phương trong tình hình dịch bệnh tại Campuchia và các nước láng giềng đang diễn biến hết sức phức tạp. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, chỉ trong ngày 10 tháng 4, Campuchia có thêm 477 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới, Thái Lan là gần 800 ca. Thêm vào đó, gần đây, khu vực biên giới của tỉnh Long An có nhiều thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đi sang Campuchia tìm việc thông qua các đường dây đưa người nhập xuất cảnh trái phép.
một số người Việt cũng đang tìm cách rời Campuchia do tình hình viêm phổi Vũ Hán của nước này đang căng thẳng. Chính vì vậy, ông Long khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép. Khả năng dịch xâm nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh từ nước bạn là rất lớn. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từng quận, huyện, phường, xã, khu phố, tổ dân phố chủ động rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình người nhập cảnh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị quân đội đảm bảo an toàn trong tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế với người nhập cảnh trái phép. Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về việc một bé gái 5 tuổi sở hữu đôi môi đỏ mọng vì được gia đình cho phun môi. Và dân tình không khỏi phẫn nộ và để lại nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc cô bé đã bị bố mẹ đưa đi trải nghiệm hình thức làm đẹp hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Rất nhanh sau đó, dân mạng đã tìm ra được Facebook của spa nhắc đến ở trên. Đó là một spa ở Thanh Hóa, do anh Tê làm chủ và chính anh cũng là người thực hiện phun môi cho bé gái này. Trong quá trình thực hiện, anh đã cũng livestream trên trang cá nhân để quảng cáo. Xem kỹ đoạn clip, có thể thấy trong quá trình xăm môi, bé gái đã có hành động lấy tay lên ngăn lại, có lẽ vì không chịu được đau. Tuy nhiên, người phụ nữ nhanh chóng lên giọng, ngồi im đó. Tiếp theo, người phụ nữ lại quay sang nhẹ nhàng, từ giờ không phải đánh son nữa nha. Điều bất ngờ hơn là cả anh Tê, chủ tiệm spa là bố của cháu bé 5 tuổi trên, trước luồng ý kiến trái chiều của cộng đồng anh giải thích. Các bé bây giờ tuy nhỏ nhưng rất điệu đà, thích tô son cho môi hồng hào xinh xắn. Mặc dù phía gia đình cháu bé đã lên tiếng giải thích, nhưng vụ việc này vẫn khiến đa số mọi người để lại bình luận chỉ trích, cho rằng bé gái đã phải chịu đau đớn trong quá trình thực hiện xăm môi. Chưa kể, bố mẹ bé còn gây bất bình khi lấy chính con gái ra để PR cho công việc kinh doanh, không phù hợp với lứa tuổi của em. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tỷ lệ sinh giảm mạnh trên toàn thế giới. Nga sắp triển khai đội robot chiến đấu hạng nặng đầu tiên. Quốc đảo Caribe như bãi chiến trường khi núi lửa phun trào. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông tin bài viết trên Nikkei Asia, dữ liệu toàn cầu về số ca sinh vào tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021, khoảng gần một năm sau khi nhiều quốc gia bắt đầu chịu nhận tác động của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, đã cho thấy một bức tranh tiêu cực. Tỷ lệ sinh đã giảm từ 10% đến 20% ở các quốc gia như Nhật Bản, Pháp và Tây Ban Nha. Dữ liệu mới nhất vẫn chưa có thông tin từ Trung Quốc. Ở Hồng Kông, số ca sinh đã giảm 56% vào tháng 1 và Đài Loan giảm 23%. Hàn Quốc và Nhật Bản vốn đã phải vật lộn với tỷ lệ sinh thấp và dân số già đã giảm lần lượt 6,3% và 14%. Tại Ý, điểm nóng đầu tiên của đợt bùng phát năm ngoái ở châu Âu, số ca sinh đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12. Tây Ban Nha đã giảm 20% trong tháng riêng. Số ca sinh ở Pháp đã giảm 13% trong tháng riêng, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1975. Những người trẻ tuổi nói riêng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động kinh tế của đại dịch. Một cuộc khảo sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho thấy 17,4% số người từ 18 tuổi đến 29 tuổi làm việc trước đại dịch đã bị mất việc làm hoặc số giờ làm việc của họ giảm xuống bằng không. Và với các biến thể viêm phổi Vũ Hán hiện đang bùng phát trên diện rộng, nhiều người vẫn không chắc chắn về tương lai sẽ ra sao, nên sẽ ảnh hưởng tới quyết định sinh con. Theo Eurasian Times, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã lên kế hoạch triển khai đội robot chiến đấu Uran-9. Đội robot chiến đấu hạng nặng đầu tiên của nước này sẽ bao gồm 5 chiếc Uran-9. Ngoài ra, một lô 5 chiếc Uran-9 khác đang được sản xuất và sẽ sớm sẵn sàng được bàn giao cho lực lượng vũ trang. Uran-9 là mẫu phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất UGV do quân đội Nga phát triển. Nó có thiết kế tương tự như một mẫu xe bọc thép hạng nhẹ được trang bị một pháo tự động 2A72 30mm, một súng máy đồng trục 7,62mm, 4 tên lửa chống tăng có điều khiển 9M120 Ataka và 6 tên lửa đất đối không. Nhiệm vụ chính của Uran-9 trong các trận chiến đấu là trinh sát và yểm trợ cho các lực lượng bộ binh. Uran-9 được điều khiển thông qua một trung tâm chỉ huy di động với hệ thống điều khiển theo thời gian trong khoảng cách 3 km. Nga hiện đã thành lập một trung tâm chuyên đào tạo nhân sự vận hành Uran-9 trong thực chiến.
Theo hãng tin AFP, hiện đảo quốc San Vincent ở Caribe đang bị cho bụi phủ trắng, không khí ngập mùi lưu huỳnh hôi thối sau khi núi lửa La Soufrière phun trào. Tổ chức quản lý khẩn cấp quốc gia Nemo ghi nhận đợt phun trào mới nhất vào ngày 11 tháng 4, khiến phần lớn đảo quốc mất điện và chìm trong tro bụi. Nemo thông báo trên Twitter, ngày thứ ba núi lửa phun trào, mọi thứ giống như trên chiến trường. Trước đó, sau gần 42 năm yên lặng, núi lửa La Soufrière tại San Vincent tiếp tục phun trào hôm 9 tháng 4, khiến 16.000 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng phải sơ tán. Theo Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn thuộc Đại học Tây Ấn UWI, giai đoạn phun trào của núi lửa dự kiến kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần. Các vụ phun trào làm phát tán tro bụi đi xa 6 km. Tầm nhìn ở một số khu vực rất hạn chế, núi lửa nằm ở phía bắc hòn đảo, nhưng thủ đô Kingstown nằm ở mũi phía nam cũng chịu ảnh hưởng. Cơ quan quản lý khẩn cấp thảm họa Caribe khuyến cáo người dân trong khu vực nên ở trong nhà, hạn chế di chuyển ra ngoài trời. Núi lửa La Soufrière cao 1.235m, theo tiếng Pháp nghĩa là mỏ lưu huỳnh, đã không phun trào kể từ năm 1979. Vừa rồi là những tin tức cập nhật mới nhất trong bản tin tối ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, phải công nhận rằng hạnh phúc và thành công chẳng phải bỗng dưng mà có, phải trải qua mỗi ngày rèn luyện, tích lũy đủ các loại kiến thức và kỹ năng. Đa số người thành công và nổi tiếng đều có khả năng giao tiếp rất tốt. Một trong số các yếu tố quan trọng nhất để làm được điều đó chính là học cách lắng nghe. Dưới đây là những phép lịch sự mà Hành Trình Tương Lai sưu tầm được và ngay bây giờ sẽ chia sẻ đến quý vị. Điều đầu tiên, đừng bao giờ tùy tiện chụp mũ cho những người có ý kiến bất đồng với bạn. Điều thứ hai, cho dù có ác ý hay không, cũng đừng bao giờ nhại lại những người nói giọng địa phương. Điều thứ ba, đến trước giờ hẹn, nếu ai đó hỏi, luôn trả lời rằng, tôi cũng vừa mới đến thôi. Điều thứ tư, bất luận là xin lỗi hay cảm ơn, đều phải nói đúng lúc, vừa đủ để đối phương nghe thấy. Điều thứ năm, khi nhận điện thoại, cố hết sức thấp giọng nói, đừng hét lên. Điều tiếp theo, không rung chân, dù đứng hay ngồi cũng không rung chân. Điều thứ bảy, khi người khác phủ định bản thân cũng không thẹn quá hóa giận, nói lời khó nghe. Điều thứ tám, tuân thủ phép lịch sự trên bàn ăn, khi chọn món cần để ý đến khẩu vị của mọi người, chủ động rót đồ uống, thêm canh cho người bên cạnh, chủ động ngồi vào vị trí thêm đồ ăn, khi ăn chú ý không gây ra tiếng động. Điều thứ 9, khi có người giúp rót nước hoặc đưa đồ ăn cho mình, đừng chỉ nhìn không, hãy dùng tay đỡ thể hiện phép lịch sự. Điều thứ 10, những thứ đã cho vào miệng, đừng nhổ ra bàn, nếu cần nhằn xương, dùng khăn giấy, nhằn vào tay gói lại rồi đặt xuống dưới khay. Điều thứ 11, đừng nói chuyện với thái độ dạy bảo người khác, cẩn thận khi dùng những câu như hiểu chưa, biết chưa và những câu cầu khiến. Điều thứ 12, khi nghe người khác nói cần phải tập trung, đừng vội giải thích quan điểm của mình, trước tiên phải làm rõ ý kiến và quan điểm của người khác. Điều thứ 13, có thể không thích một ai đó nhưng không có nghĩa là có thể không tôn trọng họ. Điều tiếp theo, khi người phía trước giữ cổng giúp bạn thì chạy tới, khi mình đã tới cổng, đưa tay ra giữ và nói cảm ơn. Điều thứ 15, khi đi qua một con đường chật hẹp, đừng chen chúc mà hãy xếp hàng đi theo thứ tự. Điều thứ 16, trời mưa đi vào phòng, cửa tiệm hoặc những nơi công cộng khác, hãy cụp ô lại rồi bỏ vào túi. Điều thứ 17, đừng tùy ý nhìn vào màn hình máy tính của người khác mà hỏi, đang làm gì thế? Điều thứ 18, gặp người lớn chào hỏi, nếu bạn đang ngồi thì hãy đứng lên nhé. Điều thứ 19, ở những tiệm ăn nhanh, khi ăn xong hãy để gọn những đồ thừa trên bàn. Điều thứ 20, ba người cùng đi với nhau, hai người nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến người thứ ba, như vậy là bất lịch sự. Điều thứ 21, trên xe buýt, nếu bạn không xuống xe thì hãy đứng gọn sang bên cửa, đừng đứng chắn trước cửa xe. Điều tiếp theo, khi ăn cơm ở nhà người khác, đừng bỏ dở cơm ở bát hoặc sót lại nhiều hạt cơm. Điều thứ 24, khi ở nhà tiếp khách cũng nên ăn mặc gọn gàng. Điều thứ 25, đừng ở trước mặt người khác chơi điện thoại, khi chuông điện thoại kêu cũng nên nói xin lỗi. Điều thứ 26,
khi nhờ ai đó giúp đỡ, đừng hỏi người ta có thời gian không mà không nói rõ chuyện gì. Điều tiếp theo, đối với đồ vật của người khác hay đồ công cộng, sau khi dùng xong hãy cố hết sức để nó về trạng thái ban đầu, tiện cho người sau sử dụng. Điều thứ 28, đừng lấy điểm yếu của người khác làm trò cười hoặc gần chạm đến cũng không thích hợp. Ví như xung quanh có người béo mà bạn lại nói cách giảm cân của mình, như vậy không được lịch sự cho lắm. Đối với mối quan hệ xã giao bình thường, đừng lấy điểm yếu của người khác làm trò cười hoặc gần chạm đến cũng không thích hợp. Ví như xung quanh có người béo mà bạn lại nói cách giảm cân của mình, như vậy không được lịch sự cho lắm. Và điều tiếp theo chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị đó chính là tránh đến muộn. Nếu có lỡ hẹn với ai đó, ít nhất hãy nói trước một ngày. Điều thứ 30, khi ho hay chảy nước mũi, hãy quay mặt ra chỗ khác. Điều thứ 31, giữ quan hệ tương đối với bạn bè, đừng đợi đến khi cần người ta giúp mới nhớ đến. Điều thứ 32, khi vào không gian riêng của người khác, phải có sự đồng ý của họ. Điều thứ 33, khi người khác đưa cho bạn xem một thứ gì đó, dù là điện thoại, sách báo hay văn kiện, người ta không để bạn tiếp tục lật xem thì đừng lật. Điều thứ 34, cầm những vật sắc nhọn để đầu nhọn, chĩa về hướng mình, đưa đồ cho người khác hãy dùng hai tay. Điều thứ 35, đừng bao giờ chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện hay tranh luận. Thưa quý vị, đó chỉ là một số ít những lưu ý thôi. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy thường rất hay gặp trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta lưu tâm một chút sẽ khiến việc giao tiếp trở nên dễ chịu hơn nhiều. Chúc quý vị luôn thành công! Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Và thưa quý vị, Hành Trình Tương Lai luôn mong muốn chia sẻ những thông tin hữu ích và giá trị thiện lương tới tất cả mọi người qua phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Nếu có các ý kiến đóng góp hay muốn gửi tới chương trình những câu chuyện cảm động ý nghĩa mà quý vị muốn lan tỏa cho người khác, quý vị hãy để lại bình luận hoặc tham gia page và group của chúng tôi trên Facebook. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Quý vị thân mến, trên đời này không ai muốn có bệnh hết, ai cũng muốn được khỏe mạnh, vui vẻ, sống, nhưng con người đâu tránh được sinh, lão, bệnh, tử. Bản thân mình có bệnh, mình đau, mình khó chịu thì bố mẹ hay những người thân cũng không đau thay mình được, nên tự mình chăm sóc và rèn luyện sức khỏe là tốt nhất. Bệnh nào thuốc ấy, mỗi bệnh một đơn thuốc là nguyên tắc không cần nghĩ bàn khi sử dụng trị liệu bằng y học, dù là Tây y hay Đông y. Trong khi đó, mỗi một môn khí công chỉ có một bộ động tác, đôi khi rất đơn giản, nhưng người tập lại có thể khỏi được nhiều loại bệnh khác nhau. Ngày nay, nhiều môn khí công không giảng về yêu cầu tu dưỡng đạo đức, nhưng thực ra khí công cổ xưa đều rất chú trọng đến khía cạnh này. Người tập càng giữ được tâm tính theo tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn bao nhiêu thì hiệu quả thu được càng lớn bấy nhiêu. Đây cũng chính là điều cốt lõi mà Ngọc Trang đã thực hành mỗi ngày để có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan. Quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu nhé! Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và bình an! Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng Hành Trình Tương Lai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo!